Mẹ ơi, Gì con? con yêu mẹ quá. Mẹ biết con thương mẹ lắm không? Con coi cái miệng con mịn lắm á. Đúng rồi. Mẹ biết con thương mẹ lắm không? Thương mà ăn dở nè, thương mà hả lì lợm Mẹ hư. biết con thương mẹ lắm không? Con thương mẹ sao ăn dở quá vậy hả? Nói mẹ nghe Mẹ coi. con còn thương mẹ. Hả? Con Cái chưng tay làm gì vậy? con chưng nghĩa Cái đó tay làm gì kỳ cục nghe chưa? Tự nhiên ẻo cái tay qua. có yêu mẹ đó các chim có yêu mẹ nhất trên đời đó cao máy bay lần đó Con yêu mẹ cao bằng máy bay luôn hả? đúng rồi. Con yêu mẹ mà sao con lì? Có lì đó hai các mẹ hôm nay nhà mình nó xạo đó mình lừa mẹ chết nó xạo á với mẹ lừa hôm nó xạo quá con không ăn giỏi thiệt mà không hai các mẹ hôm nay mẹ chết nó xạo đó đó là mẹ nó xạo mình nó xạo đó cái mặt mình đi đây coi nè. À, đi ngủ đi, dễ giờ lắm rồi. Mẹ áo con thương con cũng buồn quá. Nha con buồn. Cái gì mẹ không có yêu mẹ. Mẹ không cho con yêu mẹ nào, yêu mẹ nhiều rồi, giờ phải đi ngủ chứ. Buồn luôn. Buồn luôn, gì ngủ đi, mai dậy gây chơi. Rồi. Ok, bye. Bye các bạn yêu đẹp gái rất đẹp trai. Bye các bạn, hiểu được gái đẹp trai.